xì là anh em ơi, lì xì là anh em ơi. Chúc mừng năm mới em nhá. Chúc mừng năm mới. Ok. Chúc sức khỏe em ơi. À em ơi. Lì xì đỏ, chúc mừng năm mới nhá. À em, chúc mừng năm mới. Vâng, chúc mừng năm mới. Rồi. Hai lì xì luôn. Ôi trời ơi. Em ơi, sau thời gian mà nghỉ Tết vừa rồi thì hôm nay đi làm khai xuân thì em có cảm nhận như nào em ơi? Em thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được đi làm. Vâng. Bởi vì là sau Tết thì hơi móm ấy. Hơi móm à? Thế thì anh lại thêm một chú cái lì xì nữa. Thế thì em xin. Mình là trưởng của đội live. Đấy, có những mục tiêu gì để cho năm nay là đạt những cái doanh số là vượt chỉ tiêu chưa? Anh cảm nhận như nào? Thật sự là nghỉ Tết vừa rồi là nghỉ cũng hơi sâu. Hơi sâu à? Cho nên là bây giờ cũng rất là nhớ công việc, rất là nhớ anh em. Mày là rất là muốn được khai xuân và đi làm, được cống hiến hết mình cho công ty cũng như là cho xã hội. Chào chó xem. Anh em thấy không? Anh có tuổi rồi. Có tuổi à? Anh phải gấp đôi. Anh em đến công ty không chỉ nhận được những cái phong bao lì xì đầu năm mà tất cả khách hàng đến với Tượng Gỗ Đẹp ngày đầu năm 2023 còn được hái những cái tài lộc ở cây mai vàng khoe sắc thắm nó như thế này. Mà anh em chỉ cần đến check in tại Tượng Gỗ Đẹp thôi là đến với cây mai này thì sẽ có nhiều tài lộc lắm anh em mình nhá. Hai lộc rồi anh em ơi, hai lộc, hai lộc em ơi. Anh em thử xem vận may của mình xem nào nào. Xem nào đấy. Từ từ anh phải dùng cái anh gọi là của ông Châu Vĩnh Trì là gọi là cái gì nhỉ? Đây gọi là cái gì nhỉ? Cung năng bản dị. Đỏ cực kỳ luôn. Đúng rồi, may mắn quá. Ui giời ạ. Anh em ơi, bạn này còn có cả vừa đỏ, vừa xanh, vừa vàng này. Không biết là năm nay là như thế nào. Ôi em ơi, anh thấy em đứng lâu nhất từ nãy đến giờ thì không biết là phong bao lì xì em thử vận may chưa? Đang om anh ạ. Đang om hả em? Bao nhiêu nhỉ? 20. Sau khi nhận những cái phong bao lì xì đầu năm và hái những tài lộc may mắn, anh em Tượng Gỗ Đẹp còn nâng ly những chai rượu vang để chúc mừng năm mới 2023 đầy thành công, chiến thắng. Ly rượu vang này mở là hơi căng anh em ạ. Rồi, khả năng là thôi, cho sức trẻ anh nhường cho em nhá. Nhường cho em. Em thì... Dùng đi. Thì trẻ lắm nhưng chưa có kinh nghiệm. Mê mở đi. Cả nhà mình ơi. 2 3. Go. 2 3. Go. 2 3. Chúc mừng năm mới. 2 3. Go.